tiếp tục với ứng dụng the light. giờ mình sẽ dùng một component khác thay cho button đó là switch. nó sẽ tạo ra một nút bật tắt có hai trạng thái là on và off giống như là một cái công tắc đèn. Rồi chúng ta copy code mẫu. thì ở trong cái switch này nó có code xử lý việc bật tắt tạm thời mình sẽ comment hết những đoạn chưa khai báo đó đi để hiển thị được lên giao diện đã rồi cái switch của chúng ta đây nó đang ở tít bên dưới do ảnh đã chiếm hết màn hình bây giờ mình sẽ giảm bớt chiều cao của ảnh đi Chúng ta lấy kích thước chiều cao của màn hình. Sau đó trừ đi 50 chẳng hạn. Ờ à, nhỏ quá. Chúng ta sẽ phải tính thêm cả cái đoạn status bar bên trên nữa. Thế thì mình tăng lên hẳn 150 đi. Đó, bây giờ nhìn rõ hơn rồi. Nếu các bạn muốn chính xác hơn thì cứ trừ đi chiều cao của status 3 trước rồi sau đó mới trừ thêm chiều cao của switch. Chúng ta có thể thêm cái background đỏ này để cho dễ layout. Sau khi layout xong thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Quay lại cái switch. Thì hiện tại cái switch nó hiển thị lên rồi nhưng mà nó chưa chạy được. Chúng ta không bật tắt được. Lúc nào nó cũng ở trạng thái là tắt bởi vì là nó đang thiếu một thuộc tính là value value của nó sẽ là true hoặc là false tương ứng với trạng thái bật hoặc tắt của công tắc ví dụ mình để là true hoặc là false thì các bạn sẽ thấy hiển thị của switch sẽ thay đổi. Bây giờ thay vì hardcode thì mình sẽ tạo thêm một biến để lưu giá trị value và chúng ta sẽ thay đổi giá trị của biến này để điều khiển hiển thị của công tắc. Tuy nhiên nếu mà khai báo biến theo kiểu như này thì khi chúng ta thay đổi giá trị của biến nếu mà ứng dụng không reload lại thì nó vẫn sẽ hiển thị giao diện như cũ thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một biến đặc biệt gọi là state bây giờ quay lại cốt ví dụ mẫu thì đây chính là ví dụ khai báo và sử dụng state để điều khiển cái switch Đoạn code này tương tự việc tạo ra một biến là is -enable. Biến này sẽ lưu trạng thái bật tắt của switch là true hoặc là false và giá trị mặc định của nó sẽ là false. Dưới này có một thuộc tính là on value change và giá trị của nó là biến toggle switch ở bên trên. chạy thử cái đã à, ở đây đang thiếu đoạn import useState chúng ta muốn dùng biến hay là dùng hàm hay là dùng cái gì thì chúng ta cũng phải import và chúng ta sẽ import từ react cái này là của react chứ không phải của react native xong vậy là công tắc đã có thể bật tắt được Các bạn có thể xem chi tiết document của hàm useState trên doc của React phần uh, hooks. Thì trên này có ví dụ sử dụng state ở trên web. Cách dùng của nó thì như nhau. Nó đều là state trong React. Thì ví dụ ở đây là khai báo một state có tên là count. Giá trị mặc định là không Còn ở giao diện thì sẽ in ra cái biến state đó. bên dưới thì có một nút và có một sự kiện on click khi người dùng bấm vào nút thì nó sẽ gọi hàm là set count hàm này có tác dụng là cập nhật cái biến state count và tăng giá trị của nó lên một và mỗi khi hàm set count này được gọi thì cái state thay đổi và giao diện cũng sẽ được vẽ lại dựa theo cái biến state đó đây là demo trên web mỗi một lần chúng ta bấm nút thì cái cao nó sẽ tăng thêm một và nó sẽ hiển thị luôn ở trên màn hình còn cái đoạn code xử lý sự kiện này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn ở các bài sau phần khai báo biến sử dụng useState thì đang dùng cú pháp là array destructuring trong javascript nếu các bạn chưa quen thuộc cú pháp thì có thể viết dài thành như này Ở đây thì chúng ta khai báo state là isEnable và hàm thay đổi state là set is Còn hàm toggleSwitch này thì có tác dụng là gọi hàm set is để thay đổi giá trị của biến isEnable từ true thành false và ngược lại. Đây là cách sử dụng hàm thay đổi state theo dạng callback thì nó có một tham số là trạng thái cũ và kết quả trả về là trạng thái mới. Nếu các bạn chưa quen thuộc cú pháp thì có thể viết dài ra thành như này. Tuy nhiên là viết theo kiểu côn bách kia thì cốt nó sẽ chạy chính xác hơn. Đấy là trong trường hợp mà cốt nó phức tạp, có nhiều cái cùng truy xuất đến cùng một biến state. Rồi, còn chức năng cuối cùng đó là chúng ta hiển thị ảnh theo trạng thái của công tắc. Thì mình lại dùng cái toán tử ba ngôi cho nó nhanh. Nếu trạng thái là đang bật thì hiển thị ảnh đèn sáng. Còn nếu không thì hiển thị ảnh đèn tối. Xong, chúng ta đã làm xong logic cho Afterlight. Giờ các bạn hãy giúp mình style lại cho đẹp. Còn phần lý thuyết về state thì các bạn có thể đọc thêm ở doc của React. Mục Main Concept phần số 5, đó là State and Lifecycle.